Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đã đến lúc phải cầm chân Trung Cộng lại. Đó là tựa đề của một bài báo được đăng trên USA Today ngày 7 tháng 3 năm 2020. Tôi mạn phép dịch một cách sơ lược bài báo trên để các bạn có thể hình dung ra một tương lai không sáng lạn của Trung Cộng, một quốc gia độc tài cộng sản này. Ngoại trừ vài nước thân hữu và trung thành với Trung Cộng, cộng đồng thuế giới gần đây đã không còn che giấu sự phẫn nộ của mình đối với quốc gia này về việc họ đã che giấu sự nguy hiểm do lây nhiễm và phát tán lan của con virus Vũ Hán. Một vài ví dụ điển hình là do Thủ tướng Boris Johnson và các nhà lãnh đạo khác của Anh đã giận dữ với Trung Cộng về việc che giấu dịch bệnh. Tổng thống Trung không ngần ngại gọi đây là virus tàu. Một cộng đồng mạng người ta không ngần ngại phê phán chửi rủa nhà nước Trung Cộng của Tập Cận Bình. Người dân bình thường ở Mỹ và châu Âu ngày nay, theo các bạn của tôi, tất cả đều có một cái nhìn đầy ác cảm với Trung Cộng. Đã có nhiều đơn kiện được đệ nạp ở Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada đòi tàu cộng phải bồi thường 30 tỷ thiệt hại. Theo luật sư Robert Eccles, đại diện cho các thân chủ vốn là những nhà kinh doanh nhỏ bị thiệt hại, cáo buộc tàu cộng đã gian dối không thông tin về dịch bệnh, thông tin sai lạc, che giấu và hủy diệt chứng cứ. Luật sư Larry Coleman nộp đơn kiện ở Texas đòi bồi thường 20.000 tỷ cho thân chủ của mình với những cáo buộc mạnh mẽ hơn. Thủ lãnh luật sư Đoàn Ấn Độ cũng quyết định nộp đơn kiện Trung Cộng với cùng những cáo buộc tương tự. Chúng ta chưa biết kết quả của những vụ kiện này sẽ ra sao. Điều chắc chắn ai cũng biết là dân châu Âu, Mỹ đã thức tỉnh trước một Trung Cộng gian dối, tàn ác và tham lam. Chính vì vậy mà báo USA Today đã cho đăng bài viết nói trên do tác giả Glenn Harlan Reynolds với một nội dung tóm tắt như sau. Trung Cộng cần bị cô lập với cộng đồng nhân loại văn minh cho đến khi hành vi của họ được cải thiện. Hiện trạng của chúng ta là chết chóc và kinh tế nát tan do nhãn hiệu cầu chứng tổng hợp của sự gian dối, vô năng và lưu manh. Như nhà báo Marion Smith đã viết, Trung Cộng trước tiên đã chôn giấu những báo cáo lúc bấy giờ rằng đang có một dịch bệnh mới xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vì bác sĩ Khả Kính Lý Văn Lượng, người đầu tiên báo cáo dịch này với các đồng nghiệp của mình, cũng bị cảnh sát bịt miệng. Theo tình báo Mỹ, Trung Cộng đã dối gạt thế giới một cách có hệ thống về sự lây nhiễm tràn lan của dịch bệnh. Du ngủ các quốc gia khác bằng sự an toàn dối trá, trì hoãn thông tin hàng nhiều tuần, thậm chí hàng nhiều tháng. Smith viết, tận đến ngày 20 tháng 1, Bắc Kinh đã phủ nhận tin lây nhiễm từ người sang người. Chưa hết, cùng thời điểm ấy, viên chức và công ty quốc doanh tàu cho thu mua khẩn cấp từ Úc, Âu và các nước khác số lượng lớn các sản phẩm y tế, đặc biệt là dụng cụ y tế cá nhân như khẩu trang và găng tay. Nói đơn giản là Trung Cộng đã gom thu các nguồn lực cứu sinh trong khi gian dối rằng sinh mạng của thiên hạ không hề bị nguy hiểm. Có thể vi khuẩn này xuất hiện một cách tự nhiên nhưng không loại bỏ giả thuyết nó đã được dò dỉ từ phòng thí nghiệm vi trùng học Vũ Hán. Khái niệm đó đã từng bị bác bỏ vì được xem là thuyết âm mưu, nhưng nó đã được thảo luận trong bản tin Bulletins of the Atomic Scientists và cây viết chữ danh của Washington Post David Inglatius. Họ nói về sự dò dỉ do rủi ro chứ không cố ý sử dụng như là một vũ khí sinh học, vì không mấy quốc gia sử dụng vũ khí này trên chính đất nước của mình. Cho dù là đúng như vậy thì điều này cũng làm cho nhà nước tổ cộng bị xem là tệ hại, và có lẽ đó là lý do giải thích tại sao họ không minh bạch. Vậy thì bất kể virus này đã đến từ đâu, hành xử của tổ cộng là thiếu năng lực, không trung thực và vô cùng thiếu sót đối với phần còn lại của thế giới. Bởi một nhà nước có năng lực và trung thực, họ đã cảnh báo thế giới sớm hơn, đã cho ngưng những chuyến bay từ tàu đến khắp mọi nơi trên thế giới vì lây nhiễm khắp toàn cầu như hiện nay. Trung Cộng cần chứng minh mình là một công dân tốt của thế giới. Chúng ta cần phải trả lời tàu cộng một cách mạnh mẽ hơn. Cùng với những biện pháp Mỹ khác, Mỹ và cộng đồng thế giới cần phải
giảm thiểu tối đa quan hệ kinh tế với tổ cộng. Đặc biệt, chúng ta không thể dựa vào tổ cộng về thuốc men, thiết bị y tế và những sản phẩm tối cần thiết. Những nhà khoa học tổ cộng không được dễ dàng tiếp cận những phòng thí nghiệm và các trường đại học phương Tây. Các lãnh đạo tổ cộng không được dễ dàng đi lại trên khắp mọi nơi trên thế giới. Quốc hội Hoa Kỳ phải tước bỏ quyền tối huệ quốc của tổ cộng, phải loại bỏ tổ cộng khỏi vai trò lãnh đạo trong các cơ quan y tế và đặc biệt phải để cho Đài Loan được tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì Đài Loan xứng đáng được như vậy. Những trừng phạt nặng nề như trên sẽ làm cho Trung Quốc không vui và làm cho Đảng Cộng sản mất mặt, nhưng họ đáng bị như vậy. Thế giới ngày càng nhỏ bé và liên kết với nhau. Những ai muốn được hưởng lợi từ sự toàn cầu hóa này như Trung Quốc đang được hưởng phải chứng minh mình là một công dân tốt của thế giới. Dịch cúm Vũ Hán, cả thế giới đổ xô đi kiện Trung Quốc. Các công ty sản xuất trang bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ nói với Tòa Bạch Ốc là Trung Quốc họ cấm xuất khẩu các sản phẩm mà họ sản xuất từ Trung Quốc giữa lúc đại dịch virus Vũ Hán đang lên cao và Bắc Kinh đang dồn thị trường đồ bảo hộ trên thế giới vào chân tường. Theo tờ New York Post, hành động bị cáo buộc này, một luật sư của Tổng thống được Fox News dẫn lời hôm 5 tháng 4. Trong luật hình sự, so sánh việc này với các mức độ giết người, bà Jenna Ellis, một cố vấn pháp lý cao cấp của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump nói: người ta đang chết dần chết mòn khi bạn có những hành động cố ý, có dự mưu giết người không gớm tay như kiểu của Trung Quốc hiện nay, thì đây được xem như là giết người ở cấp độ 1. Bà Ellis nói các biện pháp lựa chọn đang được cứu xét bao gồm kiện trước Tòa Nhân quyền châu Âu hay làm việc qua Liên Hợp Quốc. Giám đốc điều hành của công ty 3M và Holywell nói với các giới chức Mỹ là chính phủ của Trung Quốc bắt đầu chặn việc xuất khẩu khẩu trang N95, máy thở, giày, găng tay và những sản phẩm khác do công xưởng của họ tại Trung Quốc sản xuất. Theo lời một giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc, Trung Quốc trả tiền cho các nhà sản xuất theo giá đã bán sỉ tiêu chuẩn, nhưng cấm bán và sản xuất thiết bị cho bất cứ ai, viên chức này nói. Trong khi đó, dữ liệu trên mạng cho thấy Trung Quốc nhập 2,46 tỷ đơn vị các chất liệu phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong thời gian từ 24 tháng 1 cho đến 29 tháng 2, viên chức Tòa Bạch Ốc cho hay. Các trang thiết bị này trị giá gần 1,2 tỷ đô la, gồm hơn 2 tỷ khẩu trang và hơn 25 triệu chất liệu để may mặc quần áo bảo hộ đến từ các nước trong Liên Hiệp châu Âu, cũng như Úc, Brazil và Campuchia. Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc chứng tỏ nỗ lực dồn thị trường thế giới về các mặt hàng bảo hộ bằng cách tăng cường mua một số lượng lớn các mặt hàng này. Trong khi đó, Trung Quốc, nước sản xuất trang bị bảo hộ lớn nhất thế giới, đã hạn chế xuất khẩu, giới chức này nói. Tuần qua, ông Trung áp dụng luật sản xuất quốc phòng để ra lệnh cho công ty 3M có trụ sở tại Sheets House, Minnesota ưu tiên sản xuất khẩu trang N95 cho cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA. Ông Michael Wessel, thành viên sáng lập của Ủy ban Duyệt xét Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung, xác nhận tình hình này và nói với Trung Quốc dùng mánh khóe đã khiến cho các bệnh viện Mỹ thiếu hụt trang thiết bị trầm trọng trong các vấn đề chống lại khủng hoảng đại dịch virus. Ông Wessel nói một số hành động của Trung Quốc có lẽ là bất hợp pháp, nhưng mang sự kiện này ra trước pháp luật giữa lúc chúng ta đang cơn khủng hoảng thì không giúp ích gì nhiều cho các bệnh nhân đang dùng máy thở trong bệnh viện. Ông Christian Weihau, cựu cố vấn cao cấp ngoại giao và thương mại của Tổng thống George Bush và chính quyền của Donald Trump, mô tả việc Trung Quốc kiểm soát trang bị bảo hộ là một cuộc chiến tranh chính trị. Trong một tuyên bố, công ty Holywell nói đối với phần lớn quý 1, Trung Quốc gánh chịu hậu quả cấp thời nhất của cuộc khủng hoảng dịch cúm virus Vũ Hán do tất cả các khẩu trang từ các cơ sở được sử dụng vào tiêu thụ địa phương. Ngày 5 tháng 4, công ty 3M không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng trong một tuyên bố tuần trước, công ty cho biết đã được Trung Quốc cho phép xuất khẩu 10 triệu mặt nạ N95 do họ sản xuất tại Trung Quốc. Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump và là người hướng dẫn chương trình phòng chiến tranh đại dịch, nói thái độ của Trung Quốc tương tự như tai họa Chernobyl ở Nga.
toàn đại sứ Trung Quốc tại Washington DC không trả lời yêu cầu bình luận của báo giới Hoa Kỳ. Hôm 5 tháng 4, tờ New York Post đã đưa tin các nhà sản xuất thiết bị an toàn y tế hàng đầu của Hoa Kỳ nói với Nhà Trắng rằng Trung Quốc cấm họ xuất khẩu sản phẩm từ nước này khi đại dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra, bởi vì lúc đó Trung Quốc đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường về các mặt hàng thiết bị bảo hộ cá nhân này. Còn nhớ vào tháng 1 năm 2020 khi Trung Quốc còn đang oằn mình trong đại dịch cúm Vũ Hán, số người chết tăng vọt mỗi ngày, nhiều thành phố lớn đóng cửa, không khí tăng tốc bao trùm khắp nơi. Mỹ và châu Âu lập tức gửi hỗ trợ hàng trăm ngàn khẩu trang, hàng trăm triệu USD và trang thiết bị cho Trung Quốc. Viện nghiên cứu Harry Jackson Society ở Anh cho rằng các nước G7 có thể kiện Trung Quốc đòi bồi thường ít nhất 6.500 tỷ đô la do để virus cúm Vũ Hán lây lan. Nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này. Viện Harry Jackson Society HGS có trụ sở ở London, Anh trong bài báo bồi thường virus cúm Vũ Hán được công bố ngày hôm nay. Tài liệu cho rằng Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật, trong đó có quy định về sức khỏe quốc tế IHA vốn được siết chặt sau đại dịch SARS năm 2003. HGS khẳng định nỗ lực che giấu dịch bệnh của Bắc Kinh đã khiến cho virus cúm Vũ Hán lây lan khắp nơi trên thế giới, khiến hơn 1,5 triệu người nhiễm, hơn 74.000 người chết và làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la. Mỹ và châu Âu hiện là điểm nóng khi số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh, chưa xác định được đỉnh dịch. Tổ chức này cho rằng Trung Quốc cần bồi thường tối thiểu 6.500 tỷ đô la, tương đương với số tiền các quốc gia G7 đang bỏ ra để đối phó với dịch bệnh và cứu trợ nền kinh tế do người dân phải ở nhà, còn các ngành công nghiệp bị đình trệ. Các quy định sức khỏe quốc tế IHA yêu cầu các nước phải theo dõi và chia sẻ thông tin về khả năng truyền nhiễm và mức độ nghiêm trọng của những mầm bệnh có khả năng lây lan giữa các nước. Viện Harry Jackson Society báo cáo Trung Quốc đã hành động ngược lại và che giấu thông tin và trừng phạt những người tìm cách công bố dữ liệu. Tờ SCMP ở Hồng Kông cho biết 200 ca nhiễm nCoV đã được ghi nhận trước ngày 27 tháng 12 năm 2019, nhưng nhà cầm quyền Trung Cộng chỉ thông báo về dịch bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO sau đó 4 ngày đã khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy nó lây từ người qua người. Những người thổi còi như bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị cảnh cáo vì đăng thông tin về dịch bệnh. Nhiều người cho rằng virus Vũ Hán đã lây giữa người với người từ trước thời điểm trên. GHS cho hay cần thiết phải kêu gọi thành lập liên minh khởi kiện Bắc Kinh, thường phản ứng hung hăng với các mối đe dọa trên trường quốc tế. Biện pháp này sẽ đòi hỏi sự can đảm và đoàn kết toàn cầu. Chính quyền Vũ Hán và Hồ Bắc đã vi phạm quy định sức khỏe quốc tế IHA trong giai đoạn đầu của dịch. Trách nhiệm phải thuộc về các giới lãnh đạo cao nhất. Rõ ràng là cách đối phó với dịch cúm Vũ Hán của nhà cầm quyền Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế. Báo cáo có đoạn xin trích. Khởi kiện do tranh cãi xung quanh quy định sức khỏe quốc tế IHA là hành động chưa từng có tiền lệ. Nhưng Viện Harry Jackson Society GHS cho rằng đã có những khuôn khổ của WHO cho phép thực hiện điều này. Viện nghiên cứu Anh cũng đã đề xuất phương án đưa sự việc ra tòa trọng tài thường trực. Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc viện dẫn các quy định trong thỏa thuận đầu tư, thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Vào ngày 6 tháng 4, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Clement nói rằng ông đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tại thành phố The Hague của Hà Lan vào tuần trước và đã nhận được thông báo của tòa vào cùng ngày. Ông cáo buộc chính phủ và quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm các công ước quốc tế sản xuất vũ khí sinh học và phạm tội phản nhân loại, tạo ra virus cúm Vũ Hán gây nguy hiểm cho người dân Trung Quốc và thế giới. Ông Clement nói, tôi đang liên lạc với các luật sư trên toàn thế giới, cho dù đó là Argentina, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Algeria, v.v. Tôi đều có thể liên hệ. Người dân trên thế giới đang thức tỉnh, họ sẽ không tha thứ cho những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm. Đó không phải là về người dân Trung Quốc, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn ác. Họ dường như muốn hủy hoại toàn thế giới.
Vào ngày 4 tháng 4, Hội đồng Luật sư Quốc tế Ấn Độ và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn kiện lên Hội đồng Nhân quyền Quốc tế, cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc gây tổn hại nghiêm trọng về tổn thất thể chất và tâm lý cho người dân trên toàn thế giới, cũng như gây thiệt hại về kinh tế xã hội. Theo Apple Daily, việc phong tỏa đã gây ra thiệt hại mỗi ngày cho Ấn Độ lên đến 4,64 tỷ đô la. Vào ngày 5 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil, ông Wen Chao đã tweet Đảng Cộng sản Trung Quốc có kế hoạch thống trị thế giới. Trung Quốc là nguồn gốc của đại dịch virus Vũ Hán toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên ngày 6 tháng 4, ông Wen Chao nói rằng các nhà sản xuất Trung Cộng đã lợi dụng đại dịch để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil cho biết không rõ lý do nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối các đơn đặt hàng từ Brazil, đặc biệt là các đơn đặt hàng mua máy thở. Năm 2018-2019, trong thương chiến Mỹ-Trung, Brazil đã cứu trợ cho Trung Quốc và trở thành bên mua đậu tương lớn nhất của Trung Quốc. Bây giờ Brazil trong nguy cấp nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không cứu. Trong thảm họa tồi tệ nhất từ Thế chiến thứ hai do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra, người Trung Quốc là nạn nhân và người dân của các quốc gia trong khu vực khác cũng là nạn nhân. Sẽ có một lượng lớn người tử vong, những tổn thương về tinh thần và tổn thất về kinh tế là rất khó ước tính. Bây giờ khi mà cả thế giới đang tập trung vào việc ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh và các yêu cầu bồi thường mới chỉ là khởi động. Một khi dịch bệnh ổn định, thế giới tự do với Hoa Kỳ đứng đầu chắc chắn sẽ thanh toán đầy đủ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. G7 có thể đòi Trung Quốc bồi thường 4.000 tỷ đô la vì virus Vũ Hán. Viện Nghiên cứu Xã hội Harry Jackson Society HGS tại Anh vừa biên soạn và đệ trình một kiến nghị có nội dung G7 kiện Trung Quốc theo luật pháp quốc tế và đòi Trung Quốc bồi thường hàng ngàn tỷ đô la vì việc che đậy ban đầu của đại dịch coronavirus đã gây ra 60.000 ca tử vong và hàng ngàn tỷ đô la thiệt hại về kinh tế. Báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Viện HGS ước tính thiệt hại do tàu cộng gây ra ít nhất là 3.200 tỷ bảng Anh, tương đương với 4.000 tỷ đô la hoặc 6.500 tỷ Australia đô la. Đây là số tiền mà các quốc gia trong G7 phải chi ra để chống dịch tính tới thời điểm ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các chứng cứ mà HGS đã viện dẫn ra. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tàu cộng vẫn còn báo cáo với WHO về bệnh dịch kèm theo khẳng định không có bằng cớ nào có sự lây nhiễm từ người sang người. Hành động thiếu thành thực này đã vi phạm điều 6 và 7 trong quy định sức khỏe quốc tế IHA. Đây là hiệp định, hiệp ước mà tàu cộng đã ký kết với quốc tế và có nghĩa vụ phải chấp hành. Cung cấp cho WHO không trung thực về số người nhiễm, dù trong hồ sơ ưu tính đến ngày 27 tháng 12 năm 2019 đã có đến 200 người dân Trung Quốc bị lây nhiễm. Như thế cũng là vi phạm điều 6 và điều 7 của IHA. Ngoài hai điều vi phạm quan trọng trên, còn phải kể đến các sai phạm khác của tàu cộng. Tàu cộng đã trừng phạt nhiều bác sĩ và các nhà đối lập trong nước khi họ tìm cách nói lên sự thật về tình hình dịch cúm virus Vũ Hán. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một điển hình. Tàu cộng cho phép 5 triệu người dân tàu cộng rời khỏi Vũ Hán trước khi áp lệnh phong tỏa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, dù lúc đó tàu cộng đã biết rõ bệnh truyền được từ người sang người. Viện HGS không quên dẫn chứng một nghiên cứu của Đại học Southampton. Nếu dùng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và thông tin được tàu cộng minh bạch đưa ra 3 tuần trước đó, thì sự lây lan của bệnh cúm ra toàn thế giới sẽ giảm đến 95%. Trở về chuyện bồi thường, tàu cộng phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 4.000 tỷ đô la. Đó chỉ là tính riêng thiệt hại từ các nước G7 gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Ý và Canada. Vương quốc Anh được cho có thể yêu cầu bồi thường đến 449 tỷ đô la dựa trên những chi tiêu mà chính phủ tuyên bố chính thức. Mỹ có thể đòi 1.200 tỷ đô la, Canada 59 tỷ đô la. Tất cả số tiền trên chỉ là dự kiến ban đầu, con số chính thức sẽ được thu thập và bảo đảm sẽ lớn hơn rất nhiều con số vừa được thống kê. Viện HGS cũng thừa nhận G7 sẽ gặp nhiều khó khăn để khởi kiện tàu cộng, nhưng HGS đồng thời cũng chỉ ra một số địa điểm
tài phán trong nước và quốc tế như tòa trọng tài thường trực, tòa án công lý quốc tế và các hiệp định đầu tư song phương, thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tổ chức thương mại thế giới. Các tòa án tại Anh và Trung Quốc đều có thể có những lộ trình cho hoạt động kiện tàu cộng. Để kết thúc cho kiến nghị, viện SGS đã kết luận qua việc tính toán chi phí thiệt hại gây ra cho nền kinh tế của các nước tiên tiến và tập hợp một loạt các quy trình pháp lý dựa trên quy tắc thu hồi đã dẫn chúng tôi đến ý tưởng về việc thế giới tự do có thể nhận được bồi thường từ thiệt hại khủng khiếp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Tòa án quốc tế mà phán xử xong thì coi như tàu cộng trắng tay. Tuy GDP của tàu cộng năm 2019 là 14.636 tỷ USD nhưng đâu có phải chỉ trả cho các nước trong G7 là xong, mà gần 200 nước quốc gia bị thiệt hại vì dịch cúm virus Vũ Hán sẽ lần lượt thưa kiện tàu cộng như Ấn Độ. Ủy ban luật gia quốc tế của Ấn Độ và Hiệp hội luật sư Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc yêu cầu tàu cộng bồi thường, kéo theo Tây Ban Nha, Nhật Bản, Nam Hàn và các tổ chức dân sự tư nhân trên toàn thế giới cũng ùn ùn khiếu kiện. Thế giới cần phải kiện tàu cộng không phải vì thù oán riêng tư mà tránh các trường hợp tương tự gây thiệt hại nhân mạng và kinh tế thế giới sẽ xảy ra trong tương lai. Chưa hết, tàu cộng phải bị trả giá vì đã cướp đi 88.538 mạng người vô tội trên toàn thế giới tính đến thời điểm này. Đó chính là quy luật pháp lý công bằng, có vay có trả. Một công ty của Trung Cộng quy mô 80.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số rủi ro lây nhiễm virus Vũ Hán lên đến 91%, cần phải dừng lại gấp. Nguy cơ rủi ro lây nhiễm virus Vũ Hán của công ty trách nhiệm hữu hạn PowerGen Việt Nam lên đến 91%, đánh giá của đoàn công tác liên ngành thành phố Hồ Chí Minh. Dừng lại thôi, ngay lúc này, ngay tại đây, PowerGen Việt Nam. Trước đó, công ty đã cho cách ly 86 người bao gồm nhân viên và gia quyến, trong đó có người Việt Nam trở về từ Trung Quốc tại khu nhà riêng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể bảo đảm hoàn toàn ngắt nguồn dịch. Ngày 31 tháng 3, trong công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố có nêu trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn PowerGen Việt Nam tại quận Bình Tân có 80.000 công nhân, số lượng đưa đón bằng hàng ngày trên 18.000 lao động. Ngoài 300 xe hiện hữu, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố thống nhất với công ty bổ sung thêm 394 xe để bảo đảm 20 người một xe. Tuy nhiên, ngày 29 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi đến thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4, dẫn tới việc đưa đón công nhân hiện nay gặp khó khăn. Công tác đảm bảo phòng dịch đưa đón công nhân cũng là một vấn đề lớn. Chính nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, Trích kiến nghị. Ngày 8 tháng 4 có mặt tại khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn PowerGen Việt Nam, chúng tôi như lạc vào ma trận. Người và xe gắn máy, cái gọi là giãn cách ly xã hội bỗng trở nên xa xỉ. Khoảng cách 2 mét thu hẹp còn trên dưới 20cm. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn công nhân chen chân trước giờ tan ca và đám đông ken đặc ấy duy trì trong khoảng 30 phút. Chiều ngày 8 tháng 4, tại cuộc họp giao ban tuyến về tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói, nhà nước không ngăn cản doanh nghiệp sản xuất, nhưng phát triển kinh tế phải bảo đảm yêu cầu không gây rủi ro cho an toàn cho người dân. Khi nào doanh nghiệp khắc phục được các tiêu chí về phòng chống dịch bệnh thì mới được phép sản xuất. Trong 10 tiêu chí thuộc Bộ Chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Vũ Hán, CRLN, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, có lượng công nhân làm việc tập trung, mật độ người lao động làm việc trong các phân xưởng bình quân trên 1 m² mặt bằng phân xưởng, còn số lượng lẫn mật độ người lao động trong giờ tan ca tại khu vực chờ xe thì chưa thấy. Ngày 9 tháng 4, chỉ số thực tế đã hiển thị nguy cơ rủi ro lây nhiễm virus Vũ Hán tại công ty trách nhiệm hữu hạn PowerGen Việt Nam lên đến 91%. Đánh giá của đoàn công tác liên ngành thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi ngày 8 tháng 4, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch virus Vũ Hán, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói, cùng với việc xác định nguồn lây phải thực hiện ngay biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ cảnh báo phải tập trung việc phát hiện những ca bệnh tiếp xúc gần có liên quan đến cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đó là quan trọng hàng đầu. Trường hợp kiến nghị giải lệnh, xe trên 9 chỗ ngồi chưa được xem xét khi lượng xe không đủ để đáp ứng vận chuyển, tăng lượng xe máy công cộng, lượng người ùn ứ ở giờ cao điểm, tan ca, tan tầm sẽ là rủi ro rất lớn với cộng đồng Hougen Việt Nam. Cảnh báo nguy cơ ổ dịch. Nên nhớ công ty này có lượng đưa đón qua lại giữa các phương tiện giáp danh thành phố Hồ Chí Minh như Long An, Tiền Giang, Bình Dương là khá lớn. Một khi đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nghĩa là phát hiện F0, mất dấu vết truy nguyên thì cộng đồng cũng chính là ổ dịch tiềm năng. Không ngăn chặn ngay bây giờ, quyết định quyết liệt cũng sẽ hiện là hiện tượng đám đông đen đặc như ở Hougen Việt Nam tại quận Bình Tân. Không đình chỉ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này ngay tức thời, mọi nỗ lực xuyên suốt, quyết liệt và trách nhiệm của thành phố trong phòng chống dịch virus Vũ Hán dễ bị phá vỡ và đe dọa đến toàn cục. Trong kiến nghị của Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Nhân gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 22 tháng 3 có đưa ra con số dự báo về giải pháp để kiểm soát con số ngưỡng an toàn ở nhiều nước, mất 29 ngày để đạt 100 người nhiễm kể từ người nhiễm đầu tiên. 10 ngày kế tiếp là 1.000 người nhiễm, nhưng sau 11 ngày kể từ có ca 1.000 là 8.000 người nhiễm. Bằng mọi cách phải kiểm chế sự lây lan để không đạt được mức 1.000 người trong vòng 10 ngày kể từ khi có 100 người nhiễm, tức là khoảng cách 3/4 là tốt nhất, chỉ có dưới 5.000 người nhiễm vào ngày 3 tháng 4. Đến thời điểm này, ngày 9 tháng 4, Việt Nam có 255 ca. Số chữa trị khỏi 50%, tỷ lệ điều trị thành công cao cùng khả năng kiểm soát sự lây lan hiệu quả. Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Khẳng định của Thủ tướng Chính phủ ngay từ những ngày đầu chống dịch, ngày 27 tháng 1, tức mùng 3 Tết. Phát triển kinh tế không mang mục đích tự thân. Nó phải hướng tới phục vụ nhu cầu của con người, trong đó không gây rủi ro và an toàn cho người dân. Ngay lúc dịch bệnh đang xâm nhập cộng đồng, và là mục tiêu tối thượng. Sẽ làm rõ có lợi ích nhóm hay không. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khẳng định Tổng công ty sản xuất nhập khẩu sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương chuyển nhượng 43 hectare không đúng quy định, gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị xử lý nếu điều tra chứng minh được có lợi ích nhóm. Ngày 9 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương và Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tới báo chí về vụ khởi tố bắt giam lãnh đạo công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương trực thuộc văn phòng tỉnh ủy Bình Dương, gọi tắt là Tổng công ty Bình Dương, liên quan đến sai phạm tại 43 hectare đất vàng do ảnh hưởng của đại dịch virus Vũ Hán. Hội nghị chỉ giới hạn 10 báo đài, các thành viên tham dự đều được kiểm tra y tế, bắt buộc đeo khẩu trang. Các bên tự thỏa thuận giá. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết kết quả điều tra xác định khu đất diện tích 43 hectare tọa lạc tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một là tài sản nhà nước giao cho Tổng công ty Bình Dương để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú. Trong quá trình quản lý sử dụng vào năm 2016, Tổng công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Tân Phú, gọi tắt là công ty Tân Phú, với giá trên 250 tỷ đồng. Đại tá Chính cho biết giá này do Tổng công ty Bình Dương và công ty Tân Phú tự thỏa thuận khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh năm 2010. Cơ quan điều tra khẳng định trong việc chuyển nhượng 43 hectare đất này, Tổng công ty Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp quản lý sử dụng vốn. Tài sản tại doanh nghiệp gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng so với bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016. Do hành vi sai phạm này, ngày 8 tháng 4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng với các bị can Nguyễn Văn Minh, chủ tịch hội đồng thành viên, và Trần Nguyên Vũ, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương. Khởi tố cho tại ngoại điều tra bị can Huỳnh Thanh Hải, nguyên thành viên hội đồng tư vấn, đại diện
thành viên và là diện phần vốn của công ty Bình Dương. Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án Bình Dương trực thuộc tổng công ty Bình Dương để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại cuộc họp trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy Bình Dương tại thời điểm xảy ra sai phạm 2010 đến 2016, Tổng công ty Bình Dương đại tá Trần Văn Chính cho biết quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xong, cơ quan điều tra sẽ thống nhất với Viện Kiểm soát cung cấp về xin ý kiến, xử lý, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Đại tá Chính cũng khẳng định quá trình điều tra nếu chứng minh được có lợi ích nhóm trong vụ chuyển nhượng 43 hectare sẽ kiến nghị xử lý nghiêm. Về việc có thu hồi 43 hectare đất, theo đại tá Trần Văn Chính đây là vấn đề hết sức phức tạp. Hiện nay đất đã chuyển qua cho nhiều cá nhân doanh nghiệp khác. Chúng tôi sẽ bàn bạc với Viện Kiểm soát để thống nhất hướng xử lý. Đại tá Chính nói về và cho biết thêm cơ quan điều tra công an tỉnh vẫn đang xác minh làm rõ việc Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng 145 hectare đất với cách thức tương tự với vụ 43 hectare để làm dự án sân golf. Cũng tại cuộc họp, ông Lê Hữu Phước, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương cho biết việc cơ quan điều tra khởi tố và bị can liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 43 hectare đất vốn góp tại Tổng công ty Bình Dương rất được dư luận quan tâm. Điều này cũng tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo Bình Dương trong việc chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý đúng quy định pháp luật, làm sáng tỏ vụ việc, không bao che dung túng cho các hành vi vi phạm nếu có. Một hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phóng viên và một số phóng viên khác đã đặt các vấn đề về trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tại thời điểm xảy ra sai phạm. Những người này thuộc diện quản lý của Ban Bí thư thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương có đủ thẩm quyền để điều tra. Qua vụ việc này, Bình Dương có rà soát xử lý các dự án tương tự. Tuy nhiên, những vấn đề này không được trả lời tại hội nghị. Như phóng viên thông tin, khu đất vàng 43 hectare trên do Tổng công ty Bình Dương liên kết góp vốn với công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc để thành lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Tân Phú vào năm 2010. Nhằm thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú. Năm 2017, Tổng công ty Bình Dương xin thoái vốn toàn bộ khỏi công ty Tân Phú và được công ty Âu Lạc trả lại 250 tỷ đồng. Do công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh doanh Kim Oanh đã mua lại toàn bộ quyền sở hữu của công ty Âu Lạc tại công ty Tân Phú. Trả lời câu hỏi vậy công ty Kim Oanh có liên quan gì đến sai phạm của Tổng công ty Bình Dương? Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương cho biết đến thời điểm 1 tháng 3 năm 2017, công ty Tân Phú vẫn chỉ là hai thành viên góp vốn là Tổng công ty Bình Dương góp 30% và công ty Âu Lạc góp 70%. Sau khi Tổng công ty Bình Dương thoái vốn, công ty Kim Oanh mới mua lại quyền sở hữu của công ty Tân Phú từ công ty Âu Lạc. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.